Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày mùng 7 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ phường 22 quận Bình Thạnh về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm và chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Theo kết luận điều tra, vào tháng 10 năm 2023, thông qua một ứng dụng hẹn hò, Vi quen biết và có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Richard chưa rõ lai lịch. Đến tháng 11 năm 2023, Vi gặp và ở cùng Richard tại khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng thời gian này, người đàn ông liên tục gửi cho Vi các clip nhạy cảm. Đến ngày 3 tháng 12 năm 2023, Richard về nước. Sau đó Richard nhắn tin yêu cầu Vi tìm các cháu gái 6 đến 12 tuổi để dụ dỗ quay video clip gửi cho Richard, đổi lại ông ta sẽ cho Vi tiền, Richard cũng hứa hẹn về Việt Nam cưới Vi làm vợ. Tháng 3 năm 2024, Richard gửi cho Vi 500 đô la Mỹ và hứa khi nào tìm được cháu gái thì sẽ thuê căn hộ cho Vi ở để quay clip người lớn. Sau đó, Vi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ quận 1 thì gặp cháu NKTM đang ngồi một mình nên đến nói chuyện và biết M 6 tuổi thường xuyên ở khu vực này xin tiền vào buổi tối. Nói chuyện xong, Vi cho cháu 10.000 đồng để làm quen rồi Vi về nhà trọ ở Tân Bình. Tối ngày 3 tháng 4, Vi đến trước khu vực 161 Đồng Khởi, quận 1 gặp lại NKTM và em của M là LHTL 3 tuổi đang ngồi vỉa hè nên tới nói chuyện rồi cho hai cháu 10.000 đồng. Sau đó, Vi dụ hai cháu đi ăn kem và gà rán. Trong lúc đó, Vi chụp hình hai cháu gửi cho Richard thì người này đồng ý chọn cháu M. Do thấy cháu L còn nhỏ, không ai trông coi nên Vi dẫn L đi cùng. Kẻ này dẫn các cháu đi bộ qua nhiều đường từ quận 1 qua quận 8, vừa đi vi vừa nhắn tin với Richard trao đổi về chỗ ở. Một lúc sau, Richard nhắn tin thông báo đã thuê một căn hộ ở trung cư Sài Gòn Pia phường 22, quận Bình Thạnh qua ứng dụng cho thuê căn hộ. Sau đó, Richard hướng dẫn vi cách sử dụng căn hộ. Cơ quan điều tra xác định từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4, khi ở cùng tại chung cư trên, Vi đã quay 12 đoạn video clip để gửi cho Richard. Đến ngày 8 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận 1 và Công an quận Bình Thạnh ập vào căn hộ, giải cứu thành công hai cháu và đưa Vi về làm việc. Tại cơ quan công an, Vi thừa nhận toàn bộ hành vi nêu trên. Trước đó như đã thông tin vào lúc 20 giờ ngày mùng 3 tháng 4, chị Nguyễn Thị Chi 27 tuổi, ngụ quận 7 cùng bốn con đứng ở khu vực số 1 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé để bán kẹo. Sau đó, chị đi gặp một người quen cách đó khoảng 100 m. Hai cháu NKTM và LHTL cùng nhau đi bán kẹo, còn cháu gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi. 30 phút sau, chị Chi hốt hoảng vì không thấy M và L đâu. Chị chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, chị Chi đã trình báo cơ quan chức năng.